ơi, cây hạnh phúc nha em nhá. Chiều cao của cây cao khoảng tầm 1 mét ạ. Từ mặt bầu lên trên đến đến ngọn. Hàng này thì là cái hàng này là hàng Văn Giang Hưng Yên trồng và nhân giống ra nhé. Cái gốc của nó thì to hơn chân cái của chị. Nên là cái cây nó khỏe và nó đẹp với cả dãi nắng dầm mưa ấy, chứ nó không phải giống như kiểu cái hàng hồi xưa là hàng nhập Trung Quốc ấy. Thì về thì nó không được kiểu dạng như là thuần dưỡng như này. Còn đây cây ở đây thì rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây hạnh phúc ạ. Hàng này là hàng bụi, một cây một gốc như này nhưng mà nó là gốc bụi nha bạn nhé. Cây cao 1 mét và gốc to hơn ngón chân cái của mình ạ. Thì vui lòng alo ạ, số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều ạ.